có chồng đảm đang, nhã phương như bà hoàng, Trường Giang đút ăn từng miếng, chưa từng bước vô bếp ngày nào. Khi gặp một người nào không tốt á, mình giống như là một em bé vậy á. Đôi khi em cảm giác là mình hơi bị vô dụng á, là vì mình được cưng chiều nhiều quá. Chuyện gia đình của Nhã Phương và Trường Giang chưa bao giờ hết hot. Một phần là bởi con đường đi đến tình yêu của hai người khá lãng mạn, nhưng cũng nhiều thị phi. Phần còn lại chính là vì nam danh hài đúng chuẩn người chồng vừa giàu vừa đảm, lo cho vợ từng công việc hàng ngày đến chuyện bếp núc. Kết hôn từ tháng 9 năm 2018, cặp đôi đã có được một khoảng thời gian bên nhau mặn nồng. Hơn nữa cả hai vẫn luôn bày tỏ tình cảm bằng những cử chỉ ngọt ngào và lời lẽ yêu thương ở bất kỳ nơi nào. Chưa kể trong suốt hành trình yêu nhau và về chung một nhà, người hâm mộ luôn thấy những hình ảnh thắm thiết ngọt đến sâu răng của cặp đôi. Đặc biệt loạt ảnh Nhã Phương được Trường Giang mang cơm đến phim trường và tận tay đút cho nữ diễn viên nhiều lần gây sốt mạng xã hội. Với vị trí là nam danh hài hàng đầu Vbiz, sở hữu lượng fan hùng hậu, nhưng anh vẫn không ngại thể hiện tình cảm chăm sóc bà xã như em bé trước công chúng. Hành động ấm áp của Trường Giang nhận được rất nhiều sự ủng hộ khen ngợi từ khán giả. Điển hình nhất khi tham dự hôn lễ của á hậu Hoàng Oanh, dù khoác lên mình bộ vest bảnh bao lịch lãm, mười khó vẫn tự thân đi mua trà sữa cho bà xã và hội bạn thân. Ngoài ra khi sánh đôi cùng mỹ nhân gốc Đắk Lắk tại các sự kiện giải trí, nam diễn viên 49 ngày cũng để ý đến từng chi tiết nhỏ giúp vợ có hình ảnh hoàn hảo nhất trước công chúng. Không chỉ được yêu thương trong lúc tình còn chớm nở, mà ngay cả khi đã kết hôn được thời gian dài, Nhã Phương vẫn sống như một bà hoàng thực thụ. Cô nàng chia sẻ bản thân chưa từng phải vào bếp ngày nào, vì trong nhà đã có một siêu đầu bếp mang tên Trường Giang, lo liệu cho gia đình từ A đến Z. Nam danh hài được vợ giao cho trách nhiệm nấu nướng bởi anh luôn biết cách cân bằng dinh dưỡng, giúp cho con khỏe mạnh. Thậm chí nhờ đó mà Nhã Phương cũng có thể dễ dàng quản lý chế độ ăn để giữ dáng đẹp, eo thon, ngay cả khi ở nhà. Dù đảm đương hết mọi chuyện trong nhà, nhưng Trường Giang vẫn dành nhiều lời khen cho vợ. Anh cho biết Nhã Phương là người phụ nữ giỏi, thông minh, nữ diễn viên sinh năm 1990. Là người quản lý chi tiêu và tiền tiết kiệm của gia đình. Nhờ đó cả hai đã trở thành một trong những cặp vợ chồng có khối tài sản lớn nhất nhì Vbiz. Đáng chú ý, đôi uyên ương còn khiến dân tình trầm trồ khi khoe cơ ngơi mới bạc tỷ xa hoa. Không chỉ rộng rãi, biệt thự của mười khó còn có sân vườn lớn, tạo thành khu vui chơi cho ái nữ và hồ cá coi đắt đỏ vạn người mơ ước. Tổ ấm nhỏ ba thành viên của cặp đôi ngập tràn hạnh phúc sau những bão giông sóng gió. Trường Giang luôn làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha tốt bằng cách chu đáo lo cho vợ con trong từng bữa ăn giấc ngủ. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến Nhã Phương trở thành mỹ nhân lấy chồng mà sướng như tiên. Nhã Phương không khỏi hãnh diện khi khoe ông xã có 102 của mình. Cụ thể trong một chương trình, nữ diễn viên cho biết ở nhà cô được chồng chăm chút từng ly từng tí. Người đẹp chia sẻ: có ai như chồng tôi không? Từ ngày hai đứa về chung một nhà thì mỗi bữa ăn đều do chính tay anh nấu, riết làm tôi hư luôn và không còn muốn ăn bên ngoài nữa vì thấy không đâu ngon bằng anh nấu. Điều đó được khẳng định trong đoạn clip mới đây của vợ chồng nam nghệ sĩ. Cụ thể Trường Giang và Nhã Phương đã cùng nhau nhảy nhót tưng bừng trong căn biệt thự hoành tráng, thậm chí cả hai còn mặc đồ đôi với nhau để khẳng định tình cảm ngọt ngào của mình. Cộng đồng mạng cho rằng Nhã Phương quyến rũ và có vóc dáng đẹp hơn rất nhiều so với lúc trước. Để có một thân hình vạn người mê, đó chắc hẳn ít nhiều phải nhờ vào những bữa cơm được tính toán và đo lường dinh dưỡng từ ông xã cô nàng. Điều này tuy đơn giản nhưng cũng khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Nhã Phương không phải người vợ duy nhất có chồng cung phụng từ khi về chung một nhà, nhưng cô nàng lại là số ít được nửa kia chăm sóc từ bữa ăn giấc ngủ. Người ta vẫn thường nói con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là qua dạ dày. Có lẽ đây cũng chính là lý do vợ chồng Trường Giang vẫn hạnh phúc qua từng ấy năm chung sống. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.